anh với 074 không phải là người xa lạ. Từ khi còn rất nhỏ luôn, có một clip chúng tôi hát chung với nhau. Và nó đã được mấy chục triệu đúng không? Chưa, đau lòng lắm rồi. Có thể mọi người không biết về Thiên Nga, nhưng anh thì biết rất rành. Cô này là một cô gái gần như là toàn năng. Piano, trống, violon và guitar, chơi láng hết và chơi rất giỏi. Hát tiếng Pháp, hát tiếng Anh. Nói đến cái sự mà quen biết chú Hưng quen biết con là chuyện nhỏ. Mẹ của con là bạn của bà xã ngoại. Ôi, sức mạnh tình thân. Đúng không? Đấy. Nhưng mà lâu rồi không có chơi nữa. Còn chơi. Quá muộn rồi. Muộn gì mà muộn. Bắt trước. Con phải về đây, tại vì chị ở đây là một người mẫu. Ủa, chắc tụi tôi không quen được mời được người mẫu khác huấn luyện. Mời Minh Tú được không? Trời ơi. Mời Thanh Hằng được không? Minh Tú cũng là đồng nghiệp của chị em ạ. Chị cũng có thể gọi Minh Tú đến để dạy em. Thiên Nga, con sẽ bay về đội của ai đây? Câu cuối cùng, cái người chủ của chương trình này là em kết nghĩa của chú. Quá nhiều tình thân. Quá nhiều tình thân ngày hôm nay. Các cô chú làm con hoang mang quá. Cái sự thuyết phục đó làm con hơi bị bối rối. Để con có thể chọn đội nào? Con nghĩ là con sẽ vào đội của Dạ cô Lê Bóng. Chú Hưng ơi, úi dồi, vào đây không được gọi chú nha. Chú có vui lòng cho con hát với chú một bài không? Con hứa sẽ không làm chú thất vọng. Úi dồi kìa. Con tên là Jenny. Trời ơi, con ơi, cái tông của nam với nữ khó lắm. Jenny là ai nhỉ? Con đang ngồi đâu đấy? Oh my god. Ôi trời ơi, xinh thế. Hello. Chào con. Em ơi, cho xin một cái mic. Con hát bài gì bây giờ? Chú không có thuộc nhạc thiếu nhi nhiều đâu. Không phải nhạc thiếu nhi đâu, chú đừng có lo. Ơ, con là người Sài Gòn hả? Dọc Sài Gòn vậy? Con là người Sài Gòn hay ngoài Hà Nội này? Dạ, Sài Gòn. Đi đâu ra đây? Con đi đâu đây vậy? Ra đi chơi hả? Đi, dạ sao? Ok con. Con thích chú hả hay sao vậy? Con thích chú hả? Dạ. Wow. Con là fan của chú luôn. Là fan luôn? Dạ. Con có xem bài Hello của chú mới ra không? Dạ có. Ok. Con coi hơn 70 lần rồi. À, trước đó thì con khai thích bài gì của chú? Soái ca hay là bài gì? Con thích nhất là bài Xin lỗi tình yêu của chú. Trời ơi con ơi, con có một bên lớn rồi, Xin lỗi tình yêu là sao? Trời đất ơi, con muốn hát bài đó luôn á hả? Dạ muốn. Ok. À, thường là con nít nó sẽ hát tông của nữ. À, la re si. Hưng la thì hát la thì re. Re được. Thử cho re thứ nha. Cho em nghe re thứ thử nha. Trời ơi, vậy thấp cho chú lắm nha. Con ơi, con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 8 tuổi. No. 8 tuổi thiệt đó hả? Dạ. Trời đất ơi, có uống sữa gì mà 8 tuổi dễ sợ vậy? Nghe ơi, 8 tuổi mà như vậy hả? Trời ơi, con vài năm nữa con lấy choáng ngôi của chú thì sao? Trời đất ơi. Sẽ là một đối thủ của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hoặc là một cặp song ca trong tương lai. Quý vị đồng ý không ạ? Một trời bắt tay thật lớn ạ. Quá tuyệt vời luôn, quá tuyệt vời luôn. Bây giờ phải xin phép anh Đàm Vĩnh Hưng. À, cho phép hai MC giao lưu với em bé một chút xíu. Bởi vì quá bất ngờ luôn khi trên sân khấu bất ngờ em cất giọng ca một cái là bên trong run rẩy. Em không thấy anh buông cả mic à? Coi như là bó tay. Đâu, con đứng ở đây, con đứng ở đây. Con đứng ở đây. Con nằm ở, đừng có xoay cái phần đấy vào phía khán giả. Đứng thẳng cái này đấy. Nha. Đây, một lần nữa con sẽ nói cho anh. Giới thiệu với lại quý vị khán giả một lần nữa con tên gì và con đến từ đâu được không nào? Dạ, con xin chào tất cả khán giả, các cô chú ạ.
Con tên là Thiên Nga, con 8 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Con tên là Thiên Nga đúng không nào? Dạ. Vâng, và có một cái vẻ ngoài cũng rất là giống con Thiên Nga, rất dễ thương như này. Thế cho cô hỏi từ đâu mà có cái điệu cười hi 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 như thế nhỉ? Ấn tượng đến mức mà ai cũng phải bật cười luôn. Chắc chắn quý vị đang thắc mắc là con nghe nhạc của chú Đào Minh Hưng từ năm mấy tuổi mà con hát hay như vậy? Dạ, con nghe nhạc chú Hưng từ lúc mà con 6 tuổi. 6 tuổi? Dạ. Và con bắt đầu tập hát từ lúc nào? Dạ, bình thường thì con tập hát cũng khoảng 5 tuổi rồi. Nghe nhạc từ năm 6 tuổi mà nó tập từ năm 5 tuổi gì đó. Nếu như sau này có cơ hội chú Hưng mời con đi hát, con có sẵn lòng tham gia một show nào đó của chú Hưng hay không? Dạ có. Tức quá, phải sao mới được. Cái bài hát của tôi là kiếm tiền bao nhiêu năm nay nhá. Bạn lên bạn hát hết, chiếm hết cả khán giả thế là nào. Cảm ơn con. Con lát hỏi cho chú xin số điện thoại đi. Dạ. Được không? Con xin bằng lòng luôn. Thưa quý vị, một lần nữa nha. Dạ. Con biết điện thoại, lát hỏi chú ra ngoài đứng trước cái chụp hình với lại bán đĩa ngoài đó đó. Con đưa cho chú cái CD, cái số điện thoại nha. Dạ. Liên lạc với con. Một tràng pháo tay để cảm ơn bạn Thiên Nga. Cảm ơn con nha. Trời ơi, ở đâu ra mà đẹp mà hay vậy trời. Người đẹp tên đẹp mà lại hát hay nữa đúng không ạ?